Anh đã nói hết lời rồi, cũng đã năn nỉ em bằng cả trái tim rồi, nhưng tại sao em vẫn không chấp nhận vậy? Không, em không thể. Em không thể là như thế nào? Em có biết là tụi mình vừa mới gặp nhau có nổi tiếng trước thôi, nhưng mà anh cứ ngỡ là tụi mình đã gặp nhau từ kiếp trước rồi. Nhưng nếu mà em vẫn không chấp nhận thì có lẽ anh sẽ phải từ bỏ. Anh không thể cố gắng thêm một chút nữa hả? Anh không thể. Vấn đề là anh không thể cố gắng thêm được nữa. Xem như chúng mình có duyên nhưng mà không có nợ vậy. Anh chấp nhận từ bỏ. Khoan, thôi đã giảm cho 149k. Anh có biết cửa thép phân gỗ có nhiều đặc tính ưu việt không? Màu sắc nè, mẫu mã đa dạng nè, làm từ thép không gỉ, bảo vệ cho môi trường nữa. Hữu duyên lắm em mới giảm cho 149k nha. Anh thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt để em lên hồ sơ nè. Thanh toán bằng trái tim được không? Tôi moi tim ông ra. Moi thẻ đi.